Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng giải đề kiểm tra 15 phút số 3, lớp 8, chương trình thí điểm. Phần 1, chọn câu trả lời đúng nhất. Câu số 1, ô nhiễm tiếng ồn có thể dẫn đến sự mất đi, 3 chấm. Mất đi cái gì đây? A. Mất đi khả năng nhìn. B. Mất khả năng nghe. C. Mất khả năng nghe. Và D. Mất khả năng đọc. Chúng ta biết rằng tiếng ồn thì sẽ ảnh hưởng đến tai, vì thế ô nhiễm tiếng ồn có thể dẫn đến mất khả năng thính giác. Vậy chúng ta chỉ có thể chọn B hoặc C. Để chọn được đáp án đúng, trước hết các bạn phải phân biệt được hear và listen khác nhau như thế nào. Từ hear có nghĩa là nghe, không phân biệt vô tình hay là cố ý. Còn listen có nghĩa là cố tình nghe. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn B. Câu số 2 chọn D. Nguyên nhân chính của ô nhiễm tầm nhìn là gì? Có quá nhiều bảng quảng cáo. Chúng ta có từ cause, nguyên nhân. Các từ còn lại không phù hợp về nghĩa. Chúng ta có từ effect, có nghĩa là hậu quả hoặc là kết quả. Affect, ảnh hưởng hoặc là tác động đến. Result, kết quả. Câu số 3, nếu tôi là bạn, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Đây là câu điều kiện loại mấy vậy các bạn? Vậy, tôi có thể là bạn được không? Tất nhiên là không, đúng không? Những điều không thể xảy ra ở hiện tại thì sẽ được diễn đạt ở trong câu điều kiện loại 2. Các bạn quan sát vế sau thấy would, cộng động từ nguyên mẫu. Đây là dạng câu điều kiện loại 2. Vậy ở mình để if, động từ cũng phải được chia ở cột số 2. Câu 3 chọn A. Câu 4 chọn B. Chúng ta có cái cụm từ come up with, có nghĩa là nghĩ ra hoặc là nảy ra. Câu này có nghĩa là bạn đã nghĩ ra giải pháp nào cho vấn đề này chưa? Câu số 5, các hộ gia đình 3 chấm, chất thải xuống sông cho nên nó bị ô nhiễm. Chúng ta sẽ chọn D vì phù hợp về nghĩa. Các hộ gia đình đã xả rác thải xuống sông cho nên sông bị ô nhiễm. Dump có nghĩa là xả hoặc là thải. Damage, phá hủy. Lead, dẫn đầu hoặc là làm lãnh đạo. Lose, đánh mất. Phần 2, cho dạng đúng của các từ trong ngoặc. Câu số 6, chúng ta thấy by. Vậy chúng ta có thể nghĩ ngay đến câu bị động được không? Cấu trúc của câu bị động sẽ là be cộng với V3 hoặc là VED. Ở đây các bạn thấy be rồi đúng không? Vậy chúng ta chỉ cần điền động từ cột số 3 hoặc là động từ thêm đưa ED. Vậy từ contaminate sẽ chuyển thành là contaminated. Không khí bị làm cho ô nhiễm bởi khói từ các nhà máy ở gần đấy. Câu số 7 các bạn thấy tính từ high đúng không? High ở đây là cao, tính từ. Tính từ sẽ đứng trước loại từ gì đây các bạn? Đứng trước danh từ đúng không? Vậy thì chúng ta cần điền một danh từ vào đây để tạo thành cụm danh từ. Chúng ta có từ press là động từ, mang nghĩa ấn xuống. Chúng ta sẽ chuyển thành pressure. Pressure là danh từ, có nghĩa là áp lực. Cụm từ high blood pressure có nghĩa là huyết áp cao. Ô nhiễm tiếng ồn có thể dẫn đến đau đầu và huyết áp cao. Câu 8, việc đổ 3 chấm rác thải xuống sông. Chúng ta thấy waste ở đây là danh từ. Vậy chúng ta sẽ điền loại từ gì đây? Trước danh từ là một tính từ đúng không? Chúng ta có danh từ industry có nghĩa là ngành công nghiệp. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển thành tính từ. Industrial thuộc về công nghiệp. Cụm từ industrial waste có nghĩa là rác thải công nghiệp. Việc xả rác thải công nghiệp xuống sông đã gây ra
ô nhiễm nước nghiêm trọng. Phần 3, viết lại các câu sau sao cho không đổi nghĩa. Câu 9, các nhà máy xả rác thải xuống sông. Con sông bị ô nhiễm nghiêm trọng. Các bạn sẽ nối hai câu lại dùng because. Because có nghĩa là bởi vì. Ta có thể viết như sau: bởi vì các nhà máy đổ rác thải xuống sông, con sông bị ô nhiễm nghiêm trọng. Because factories dump waste to the river. The river is seriously polluted. Cách thứ hai, con sông bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi vì các nhà máy đổ rác thải xuống sông. The river is seriously polluted because factories dump waste to the river. Câu số 10, tôi không phải là một triệu phú. Nếu tôi là một triệu phú, tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Các bạn sẽ viết lại câu dùng if, nếu. Bây giờ các bạn sẽ viết một câu không có thật ở hiện tại. Vậy chúng ta sẽ dùng câu điều kiện loại 2. Nếu tôi là một triệu phú, tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. If I were a millionaire, I would travel around the world. Kiểm tra lại một lần nữa nha các bạn. Trong câu điều kiện loại 2 thì hai vế phải có động từ cột số 2. Chúng ta thấy mệnh đề if có were, đó, cột số 2. Mệnh đề chính thì có would, cộng với động từ nguyên mẫu, would là cột số 2 của will, đúng không? Thỏa mãn câu điều kiện loại 2. Vậy là chúng ta đã giải xong đề kiểm tra 15 phút số 3. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.